Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình tôi xin nói sơ qua về vấn đề nông dân bỏ ruộng, tại sao người nông dân bỏ ruộng? Vấn đề nợ xấu của chính phủ là bao nhiêu tiền? Ai là cái người sẽ đứng ra trả những cái khoản nợ hàng ngàn ngàn tỷ bạc cho các ngân hàng nhà nước cũng như các ngân hàng của ngoại quốc. Và thứ ba là cái vấn đề an ninh trong nội bộ của Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một cái nghị quyết trong cái, cái hội nghị trung ương 8 vào cái tháng 10 vừa rồi. Họ đã thông qua một cái nghị quyết rất quan trọng được gọi là bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới. Và thưa quý vị, tất cả những cái điều được gọi là bảo vệ an ninh trong cái thời kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua ở tại cái hội nghị trung ương 8 hồi tháng 10 vừa rồi. Nó cũng liên hệ tới một cái nghị định mà ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký ngày 17 tháng 12 cho phép lực lượng công an cũng như là các cái lực lượng bảo vệ an ninh được quyền nổ súng vào những người họ gọi là không có tuân theo những cái luật lệ cũng như là những cái chỉ thị, đặc biệt là trong những cái vụ uh, đông người phản đối, đông người của người dân ở trong nước thì cái điều này đang gây ra cái sự rất lo ngại cho người dân một điều nữa là những cái quyết định của Nguyễn Tấn Dũng đưa ra vào cuối năm 2013, một lần nữa hạn chế rất nhiều những cái quyền tự do của người dân. Thưa quý vị cũng biết là ở trong cái bản hiến pháp sửa đổi, một lần nữa người ta công nhận tất cả những cái quyền của người dân được gọi là cái quyền lập hội cũng như là quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, nhưng mà tất cả những cái điều đó không được thi hành bởi vì họ lấy lý do là quốc hội chưa có thông qua những cái luật cho phép làm như thế cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền ngăn chặn tất cả những cái đồ đó điều đó. Và thưa quý vị khi nói về cái vấn đề nông dân bỏ ruộng cày thì thưa quý vị trong một cái báo cáo đưa ra một cái tại một cái hội nghị ở tại Hà Nội để kiểm điểm 5 năm thi hành cái nghị quyết của cái Đảng 10, của cái khóa Đảng 10 thì trong đó nói về vấn đề nông thôn, nông dân và nông nghiệp thì họ nhìn nhận là con số gia đình bỏ ruộng cày nó như thế này thưa quý vị. Trong 2 năm 2012 2013 đã có 42.785 hộ tức là gia đình đó quý vị bỏ không canh tác đất đai và cái số đất đai canh tác là bỏ là 6.882 mẫu và cái số gia đình bỏ ruộng là có tới 3.407 họ trả lại là 4.333 lẻ năm mẫu đất Vâng thưa quý vị tại sao người nông dân bỏ ruộng cày như thế ngoài những cái sự chi phí thì thưa quý vị một cái bản tin ở trên tờ tuổi trẻ ngày 20 tháng 12 viết như thế này thưa quý vị nhiều nông dân ở phía Bắc tính toán là một xào lúa sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng, họ chỉ nhận được khoản lợi nhuận từ 50.000 đến 80.000 đồng, tương đương với hai bát phở ở thành phố. Thì thưa quý vị, khi mà người nông dân không có lợi hơn nữa là cái đất mà người ta canh tác đó là đất của nhà nước. Cho nên họ không có tha thiết bỏ vốn ra, họ không có tha thiết giữ đất, họ bỏ ruộng còn hơn là phải mang nợ thì đấy là cái nguyên do chính người nông dân việt nam bỏ ruộng và khi mà bỏ ruộng như thế thì cái tình hình kinh tế bị xáo trộn và có nhiều tệ nạn xã hội xảy ra thưa quý vị là bởi vì cái nạn thất nghiệp của các doanh nghiệp cộng với số nông dân bỏ ruộng cày thì tất cả mọi người đều phải xô nhau đi tìm công an việc làm và đổ về thành phố đổ về những nơi đô thị thì tất cả những cái sự đổ về những nơi đô thị đó tạo ra những cái sự bất công, sự xáo trộn xã hội trong đó có cả vấn đề tội ác thưa quý vị và thưa quý vị trong cái vấn đề bỏ ruộng cày đó thì nó có liên còn có liên hệ cả đến cái vấn đề nợ xấu của nhà nước tức là các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ từ xưa cho đến bây giờ chúng ta đều biết không ai có thể che giấu được nhà nước đã tìm mọi cách để bù đậy để che giấu cho các công ty đó nhưng ở các cái doanh nghiệp của nhà nước càng ngày càng thua lỗ và Quốc hội đã nhiều lần đã yêu cầu và hoàn toàn bất lực trong vấn đề được gọi là cổ phần hóa tất cả các cái doanh nghiệp nhà nước, các cái doanh nghiệp nhà nước điển hình như hai đại công ty Vinasin và Vinaline đã làm thua lỗ tiền hàng ngàn tỷ bạc của người dân và giờ đây cái khoản tiền đó là để lại cho các thế hệ người Việt Nam sau này phải trả nợ chứ không có ai cáng đáng nợ cho được. Người dân bây giờ chả không thể trả nổi thưa quý vị. Vâng thưa quý vị nói về cái vấn đề được gọi là nợ xấu đó thì tức là nợ không trả được của các ngân hàng nhà nước, của các ngân hàng tư nhân phối hợp hợp doanh với nhà nước cũng như của các chính các cái doanh nghiệp nhà nước. Thì riêng những cái khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước thưa quý vị cho đến bây giờ được tính là 73.000 tỷ đồng các cái doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ. Các cái doanh nghiệp nhà nước đó, tức là lấy tiền của dân, nhà nước chi tiền cho các doanh nghiệp đó để làm ăn, thua lỗ, không trả được. Thì bây giờ người dân phải đem đầu ra mà chịu. Đấy là một cái sự thảm trạng của nền kinh tế Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa là các chuyên gia kinh tế ước định như thế này thưa quý vị. Là cứ 100 đồng mà làm ra tức là cái khoản được gọi là tổng sản lượng của quốc gia, 100 đồng làm ra, thì trong đó có 98 đồng bạc là đi vay nợ. Đấy, cái số nợ lớn đến như thế, mà cái số nợ đó chia ra cho người dân, thì thưa quý vị, người dân Việt Nam cứ phải trả nợ muôn đời. Đảng Cộng sản Việt Nam, cái ổ tham nhũng thối nát đang hủy hoại đất nước, đang làm băng hoại cái nền kinh tế, thưa quý vị và thưa quý vị, cái điều rõ rệt nhất là nhà nước đã tìm mọi cách để che giấu cái điều đó. nhưng mà các cái chuyên gia kinh tế ở trong nước điển hình như là ông tiến sĩ phạm thế anh là quyền viện trưởng viện chính sách công và quản lý của đại học kinh tế quốc dân thì ông ấy nói như thế này thưa quý vị, nếu cộng cả nợ doanh nghiệp, nhà nước không được chính phủ bảo lãnh và nợ động xây dựng cơ bản, nợ công của Việt Nam sẽ phải lên tới 98,2%. Cái cái ngân khoản được gọi là gọi là cái ngân khoản mà tổng sản lượng của quốc gia đó thưa quý vị. Trong khi đó thì chính phủ thưa quý vị, chính phủ họ cứ nói đi nói lại là cái khoản nợ đó là vẫn ở trong một cái mức kiểm soát được. Tức là họ nói rằng cho đến bây giờ họ chỉ nợ có 55.000 55,7% thưa quý vị, 55,7% của tổng sản lượng quốc gia. Và trong đó, theo lời của ông tiến sĩ Phạm Thế Anh, thì nợ của chính phủ là 43,3%. Nợ mà chính phủ bảo lãnh cho các công ty thua nợ, thua lỗ đó là 11,6%. Và nợ của các chính quyền địa phương là 0,8%. Thì thưa, thưa quý vị, tất cả những cái khoản nợ này đó là chồng chất lên người dân phải trả và thưa quý vị khi mà những cái khoản nợ nó dây ra như thế thì gây ra cái tình trạng xáo trộn của xã hội và một cái báo cáo của ông bộ trưởng công an ở tại quốc hội ông trần ông, ông đại tướng trần đại quang thì ông ấy nói rằng là cái tình trạng tội ác ở việt nam như thế này thưa quý vị là một số tội phạm trật tự xã hội giết người cướp tài sản chống người thi hành công vụ giảm so với năm trước nhưng tính chất tội phạm nghiêm trọng hơn, nhất là các hoạt động của các băng nhóm tội phạm dưới dạng bảo kê, siết nợ thuê, cho vay nặng nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức các hoạt động cờ bạc, bóng đá vân vân. Và thưa quý vị, khi mà ông ấy báo cáo như thế đó, thì ông cũng nhìn nhận là đã có một số cán bộ địa phương cũng như là một số những người ở trong lực lượng công an đã bảo kê cho những cái thành phần gây ra tội ác đó, thành ra cái tội ác đó cứ tiếp diễn xảy ra và không có thể giải quyết được. Và thưa quý vị, liên hệ đến cái vấn đề này đấy. thì ở Việt Nam ông Nguyễn Tân Dũng mới ký một cái nghị định vào ngày 17 tháng 12 vừa rồi thì thưa quý vị cái nghị định đó có cái tên là quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Tất cả những cái cuộc biểu tình xuống đường, người ta gọi là người ta dẹp đi mà người dân không có dẹp và người dân tiếp tục biểu tình như các cái cuộc biểu tình xuống đường chống âm mưu chiếm đóng biển đảo của Trung cộng thì đều được quy vào cái tội gọi là cái tội chống những người thi hành công vụ. Và tất cả những cái vụ khiếu kiện đông người cũng vậy. Và bây giờ theo cái nghị định mới ký của ông Nguyễn Tân Dũng thì khi gặp những cái trường hợp như thế và những cái người biểu tình, những cái người chống đối đó cứ tiếp tục chống đối, cứ tiếp tục chống lại cái lực lượng công an, cái lực lượng bảo vệ an ninh thì theo cái quy định này, cái lực lượng an ninh có quyền nổ súng vào người biểu tình. Thì thưa quý vị, đây là một cái biến cố rất quan trọng và rất là nguy hiểm đối với người dân ở trong nước. Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là dẹp tất cả những cái đòi hỏi về công bằng, đòi hỏi về tự do dân chủ ở trong nước cái nghị định đó cái bề sâu cái mặt sau của cái nghị định là như thế chứ không phải rằng là nhằm thanh toán các cái nhóm tội ác và hơn nữa thưa quý vị khi mà cái tình hình việt nam về vấn đề chính trị kinh tế xã hội nó như thế thì đảng cộng sản việt nam không hề nói gì đến những cái âm mưu càng ngày càng to lớn của cộng sản trung cộng đang tìm cách để mà chiếm đóng Việt Nam bằng những nhiều hình thức quân sự ở Biển Đông, kinh tế đã bị bóp nghẹt, đã bị bao vây bởi Trung Quốc và vấn đề chính trị ngoại giao cũng đều do Trung Quốc chỉ huy đảng cộng sản Việt Nam. thì đấy là cái tình hình của năm 2013 thưa quý vị. tôi là phạm trần xin kính chào quý vị.